Xin chào tất cả các em, anh tên là Hoàng Đình Quang, là tác giả của cuốn sách Công phá hóa trong đề thi đại học. Như anh đã trình bày trong cuốn sách Công phá hóa trong đề thi đại học, anh chỉ sử dụng 4 phương pháp số đếm, phương pháp bảo toàn Edstrom, phương pháp bảo toàn khối lượng và phương pháp trung bình để giải quyết trọn vẹn đề thi đại học năm 2007 đến năm 2014 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có nhiều em nói rằng, tại sao anh Quang lại nói phương pháp số đếm là một phương pháp mang tính chất định hướng cho các phương pháp khác và có thể giúp cho các em 2 đến 3 điểm để thi đại học một cách cực kỳ nhanh chóng? Thì có hai lý do. Lý do đầu tiên là những bài toán chúng ta sử dụng phương pháp số đếm thì chúng ta có thể giải quyết bài toán một cách cực kỳ nhanh gọn với tư duy chỉ là đếm, gạch và tính toán thông thường. Thứ hai, phương pháp số đếm chính là cơ sở, là cội nguồn và là một phương pháp mang tính chất định hướng cho phương pháp trung bình, một trong số những phương pháp quan trọng cho giải khóa hữu cơ. Vì vậy, để giúp cho các em có thể hiểu rõ thêm tại sao anh nói số đếm lại là cơ sở của phương pháp trung bình, thì anh sẽ thực hiện video ngày hôm nay để chứng minh điều đó. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến một bài tập cơ bản trong cuốn sách Công phá hóa. Chúng ta xét câu 1 có đề bài như sau. Chúng ta xét một hỗn hợp X chứa hai axit carboxylic no đơn chức mạch hở. Chúng ta đốt cháy hoàn toàn một lượng X này, chúng ta cần dùng vừa đủ 0,1775 mol oxy và chúng ta thu được 0,145 mol khí carbonic. Mặt khác, nếu mà chúng ta cho X hỗn hợp X này, anh xin lỗi một chút, hỗn hợp X này chứa 2 ester chứ không phải là chứa 2 axit carboxylic. Nếu chúng ta cho hỗn hợp X này tác dụng với lại dung dịch natri hydroxide, chúng ta sẽ thu được một dung dịch chứa một muối và hai ancol đồng đẳng liên tiếp. Câu hỏi ở đây là hãy đi tìm phần trăm khối lượng của mỗi ester trong hỗn hợp X. Thì đầu tiên chúng ta sẽ định hướng đề bài một chút. Khi mà chúng ta cho một hỗn hợp X gồm có hai ester vào trong dung dịch natri hydroxide, chúng ta thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng liên tiếp. Điều này chứng tỏ là hai ester này đều được cấu tạo từ một axit carboxylic duy nhất và hai ancol đồng đẳng kế tiếp nhau. Vì vậy chúng ta sẽ biết rằng hai ester này hơn kém nhau một nguyên tử carbon trong phân tử. Đây là việc định hướng chúng ta sau khi nhìn thấy dữ kiện một muối và hai ancol đồng đẳng liên tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phương pháp số đếm để định hướng phương pháp trung bình giải quyết bài toán trên như sau. Chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta đặt hỗn hợp X gồm có hai chất có công thức là CnH2NO2 và CmH2MO2 để thỏa mãn đây là hai ester no đơn chức mạch hở. Và chúng ta sẽ có thêm hai ẩn số nữa là A, B, đây chính là số mol của hai ester trong hỗn hợp X. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 4 ẩn số N, M, A và B. Như vậy chúng ta sẽ có 4 ẩn số. Trong khi đó, số dữ kiện của chúng ta chỉ là 1, 2. Chúng ta có 2 dữ kiện. Để có thể giải được bài toán trên thì 4 ẩn số chúng ta không thể chỉ sử dụng 2 dữ kiện để giải được. Vì vậy chúng ta cần phải cố gắng, chúng ta phải tìm cách nào để có thể hạn chế được số ẩn số này để giúp chúng ta có thể giải quyết bài toán một cách nhanh gọn hơn. Thì đây lại chính là một thế mạnh của phương pháp trung bình. Bởi vì phương pháp trung bình giúp chúng ta quy một hỗn hợp từ phức tạp nhiều ẩn số trở về một chất duy nhất có số ẩn số ít hơn. Như vậy thì việc áp dụng phương pháp trung bình để giải quyết bài toán trên là một điều rất hợp lý. Để áp dụng phương pháp trung bình vào để giải quyết bài toán trên thì chúng ta có thể quy hỗn hợp X này trở về chỉ còn một ester duy nhất có công thức là CxH2xO2. Bởi vì đây là hai ester no đơn chức mạch hở, khi đó đề bài chuyển thành đốt cháy hoàn toàn amon CxH2xO2. Chúng ta cần vừa đủ 0,1775 mol oxy và thu được 0,145 mol CO2. Như vậy từ một hỗn hợp X cũng có 4 ẩn số, chúng ta chỉ còn hỗn hợp X bây giờ lúc này chỉ còn lại là hai ẩn số, đó chính là ẩn số X và ẩn số A. Chúng ta sẽ sử dụng hai dữ kiện, đó chính là số mol oxy và số mol CO2 để xác định cụ thể được A và xác định được cụ thể được X.
Như vậy thì phương pháp số đếm đã khá hữu hiệu để giúp cho chúng ta định hướng được cách giải của bài toán chúng ta vừa nêu lên trên. Anh xin được trình bày cụ thể như sau. Chúng ta coi hỗn hợp x chỉ còn một chất duy nhất có công thức là CxH2xO2 với số mol là a mol. Chúng ta sẽ sử dụng hai dữ kiện trên để tìm được a và tìm được x. Chúng ta sẽ có số mol oxy cần thiết để đốt cháy sẽ bằng a nhân với lại x cộng với lại 2x chia cho 4 và trừ đi 2 chia cho 2 và bằng 0,1775. Chúng ta sẽ có số mol CO2 thu được sẽ đúng bằng là a nhân x. Chúng ta sẽ có số mol oxy tính được sẽ bằng là x cộng 2x chia 4 là bằng 1,5 x nhân với lại a và trừ đi a bằng 0,1775. Số mol CO2 bằng a nhân x và bằng 0,145. Thay a nhân x bằng 0,145 vào trong phương trình đầu tiên, chúng ta sẽ tìm được a. Giá trị của a sẽ bằng 1,5 nhân với lại 0,145 trừ đi 0,1775. Như vậy chúng ta sẽ có được a sẽ bằng là 0,04. Thay a vào trong biểu thức ax bằng 0,145, chúng ta sẽ dễ dàng tìm được x. X sẽ bằng 0,145 và chia cho 0,04 sẽ bằng là 3,625. Như vậy x bằng 3,625 và a bằng 0,04. Như vậy là chúng ta đã giải được cụ thể hai ẩn số. X sẽ bằng là 3,625 và a đây sẽ bằng là 0,04. Như vậy, nhờ phương pháp trung bình kết hợp với định hướng của phương pháp số đếm, chúng ta đã có thể quy một cái đề bài dài và rất là phức tạp như này trở về một dữ kiện rất đơn giản. Đó chính là chúng ta có một hỗn hợp gồm có một chất trung bình là C3,625 với số mol là 0,04 mol. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là quên cái đề bài phức tạp kia và chỉ cần mỗi nhìn mỗi vào cái công thức phân tử trung bình này để chúng ta xác định được công thức cụ thể của hai cái ester trong hỗn hợp X. Như chúng ta đã biết là hai ester này hơn kém nhau một nguyên tử carbon. Điều này chứng tỏ là con số carbon trung bình bằng 3,625 phải nằm giữa số nguyên tử carbon của ester thứ nhất và nhỏ hơn số nguyên tử carbon của ester thứ hai. Trong đó M sẽ bằng N cộng 1 bởi vì đây là hai ester hơn kém nhau một nguyên tử carbon. Từ đây chúng ta dễ dàng tìm được là N của chúng ta sẽ bằng là 3 và M của chúng ta sẽ bằng 4. Con số 3,625 tức là carbon trung bình phải nằm giữa N và M. Như vậy chúng ta sẽ có được hỗn hợp X bao gồm 2 ester, đó chính là C3H6O2 và C4H8O2. Vì khi mà chúng ta cho tác dụng với lại dung dịch kiềm, chúng ta thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng liên tiếp của nhau. Điều này chứng tỏ là hai ester này phải cùng được tạo ra từ một axit. Như vậy thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp một của chúng ta sẽ có hai ester là gồm HCOO, C2H5 và HCOO, C3H7. Trường hợp hai của chúng ta sẽ có là CH3, COO, CH3 và CH3. COO, C2H5. Tuy nhiên, đề bài chỉ hỏi là hãy đi tìm phần trăm khối lượng của mỗi ester. Như vậy thì cái việc xác định công thức cấu tạo của hai ester này là không cần thiết. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng dữ kiện carbon trung bình bằng 3,625 và sử dụng thêm dữ kiện là số mol của hai chất là bằng 0,04 mol để chúng ta có thể xác định được cụ thể số mol của hai chất trên. Việc này thì hoàn toàn đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta sẽ giả sử số mol của ester đầu tiên là A, số mol của ester thứ hai là B. Như vậy chúng ta sẽ có như sau: A cộng B là bằng 0,04 mol. Chúng ta sẽ có carbon trung bình của chúng ta bằng 3,625. Carbon trung bình thì sẽ bằng là số mol carbon của C3H6O2, đúng không ạ? Sẽ bằng là A nhân N cộng với lại B nhân M và chia cho A cộng B. Do N chúng ta tìm được là bằng 3 và M chúng ta tìm được là bằng 4, chúng ta sẽ có được hệ hai quy trình hai ẩn. Chúng ta xác định được cụ thể A, xác định được cụ thể B và chúng ta có thể dễ dàng tìm được phần trăm khối lượng của mỗi ester trong hỗn hợp trên. Đây là một cái ví dụ đơn giản sử dụng phương pháp số đếm để định hướng cho phương pháp trung bình. Đối với bài tập tiếp theo là câu 2 trong cuốn sách Công pha hóa trong đề thi đại học, các em sẽ hiểu rõ hơn về cách ứng dụng này.
Bài tập số 2 có đề bài như sau. Chúng ta hóa hơi 8,64g hỗn hợp T. Như vậy chúng ta có 8,64g một hỗn hợp T. Hỗn hợp T gồm có một axit no đơn chức mạch hở X. X là một axit no đơn chức mạch hở, tức là CnH2nO2. Y là một axit no nhưng mà hai chức, tức là CmH2m-2 và O4. Y này có mạch hở không phân nhánh và X cũng là mạch hở không phân nhánh. Khi mà hóa hơi hỗn hợp T này, chúng ta thu được số mol của hỗn hợp T đúng bằng số mol của 2,8 g/L. Như vậy số mol của T đúng bằng số mol của 2,8 g/L, tức là bằng 2,8 chia cho 28 và bằng 0,1 mol. Khi chúng ta đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T trên cộng với lại oxy dư, chúng ta sẽ thu được 11,44 g/CO2. 11,44 chia cho 44, chúng ta sẽ thu được 0,26 mol CO2. Người ta yêu cầu chúng ta đi tìm phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp T. Đối với bài toán như trên thì thông thường là các em sẽ rất là loay hoay trong vấn đề định hướng cách giải. Các em sẽ sử dụng số mol CO2 để chúng ta xác định carbon trung bình. Sau khi xác định carbon trung bình, chúng ta cố gắng đánh giá là lớn hơn cái này, lớn hơn cái kia, cố gắng để làm sao có thể xác định được ít nhất là một axit trong hỗn hợp T, để sau đó chúng ta có thể giải bài toán một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì cách làm như vậy là một cách làm mang tính chất tương đối máy móc và mang nhiều tính chất ăn may. Nhiều khi đi thi đại học, các em không thể sử dụng việc chặn, chặn đầu trên, chặn đầu dưới để tìm được cụ thể một trong hai axit. Như vậy thì các em sẽ rất là khó để có thể tiếp tục làm bài toán đó, bởi vì là các em không biết là mình sẽ làm bài toán này như thế nào. Thông thường đối với các em thì bài toán trên các em sẽ mất rất nhiều thời gian, bởi vì chúng ta không thể định hướng được cách làm như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta hãy sử dụng phương pháp số đếm để định hướng cho cách làm của bài toán trên như sau. Chúng ta xét số ẩn số như sau. Nếu chúng ta đặt A mol là số mol của axit X và B mol là số mol của axit Y, như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng 4 ẩn số N, M, A, B. Như vậy chúng ta sẽ có 4 ẩn số. Tuy nhiên chúng ta đến số dữ kiện, chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta chỉ có 3 dữ kiện, đó chính là khối lượng của hỗn hợp T bằng 8,64 g một dữ kiện, số mol của hỗn hợp T là bằng 0,1 mol là hai dữ kiện, số mol của CO2 bằng 0,26 mol là ba dữ kiện. Như vậy chúng ta chỉ có 3 dữ kiện, trong khi chúng ta lại có tới 4 ẩn số. Như vậy chúng ta sẽ không thể nào mà giải quyết được bài toán trên, tức là không thể tìm được cụ thể N, M, A và B. Vì vậy chúng ta cần phải làm sao để giảm số ẩn số này xuống ít nhất là còn lại 3 ẩn số để chúng ta có thể giải quyết được bài toán trên một cách gọi là chính xác nhất. Và phương pháp trung bình, như anh đã nói, ưu thế của nó là biến một đề bài dài phức tạp nhiều ẩn số trở về ít ẩn số hơn và đơn giản hơn. Như vậy thì rất phù hợp cho cái công việc giảm số ẩn số của chúng ta. Tuy nhiên đến đây thì có nhiều em có thể vận dụng được phương pháp trung bình. Có thể có em đặt là công thức trung bình là CnH, tức là Cx, Hi và Oz. Nếu mà các em đặt công thức trung bình là Cx, Hi, Oz thì chúng ta sẽ có hỗn hợp T bây giờ chỉ có một chất duy nhất, đó chính là Cx, Hi, Oz với số mol là K-mol. Như vậy số ẩn số sẽ là 1, 2, 3, 4. Như vậy số ẩn vẫn là 4 ẩn số. Như vậy thì chúng ta vẫn chưa thể làm được công việc, đó chính là giảm số ẩn số từ 4 ẩn số xuống ít ẩn số hơn. Như vậy cách đặt Cx, Hi, Oz là cái đặt không thành công. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có thể tỉnh táo hơn một chút, chúng ta biết rằng là cả hai axit này đều là hai axit mạch hở và đều là no, thì chúng ta sẽ tư duy đến việc đặt công thức trung bình của hỗn hợp T sẽ là CnH2n+2 2a, trong đó A là số liên kết pi của phân tử axit, và do đây là axit no vì vậy có A liên kết pi, chứng tỏ là có A trước COOH. Như vậy số nguyên tử oxy sẽ đúng bằng là 2a, đúng không ạ? Chúng ta có A liên kết pi ứng với lại A nhóm COOH. Như vậy số nguyên tử oxy sẽ đúng bằng 2 nhân với lại A, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đặt là CnH2n+2 2a O2a thì chúng ta sẽ có số mol của T sẽ là A mol. Xin lỗi, là X mol.
Như vậy thì nếu mà chúng ta lựa chọn cách đặt như thế này, chúng ta thấy rằng là chúng ta đã quy hỗn hợp T từ 4 ẩn số trở về chỉ còn có 3 ẩn số. Đó chính là ẩn N, ẩn A và ẩn X. Trong khi đó chúng ta lại có đúng 3 dữ kiện. Như vậy chúng ta có thể sử dụng 3 dữ kiện này để giải quyết được 3 ẩn số là N, A và X. Và chắc chắn là 3 dữ kiện 3 ẩn số chúng ta sẽ thiết lập được 3 phương trình. Và chắc chắn là tìm được cụ thể N, A và X. Như vậy chúng ta có thể quên đi cái đề bài dài và phức tạp trên để cuối cùng quy về một cái công thức duy nhất là CnH2n+2-2aO2a với n và a để biết. Và chúng ta có thể sử dụng được công thức phân tử trung bình đó để có thể tìm cụ thể x và y là gì. Như vậy thì cách làm đã hoàn toàn được rõ ràng. Anh sẽ sử dụng phương pháp trên để giải quyết bài toán một cách cụ thể như sau. Như vậy như chúng ta đã thấy, phương pháp số đếm đã giúp cho chúng ta định hướng được một cách giải mà chắc chắn sẽ làm được đáp án. Đúng không ạ? Chúng ta tìm được một công thức trung bình kết hợp số mol 3 ẩn số kết hợp với 3 dữ kiện. Chúng ta tìm được 3 ẩn số đó. Từ vậy biến một đề bài dài trở về một công thức trung bình duy nhất. Và chúng ta có thể nhìn vào mỗi công thức trung bình đó mà không sợ là chúng ta thiếu đề. Tức là chúng ta phân tích chưa hết đề. Và chúng ta có thể tự tin để tìm được hai axit đó là hai axit nào. Chúng ta sẽ có T gồm có một chất duy nhất có công thức là CxH2x+2O2a với số mol là K-mol. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng 3 dữ kiện để tìm ra 3 ẩn số x, a và k. Dữ kiện đầu tiên là số mol T mà 0,1 mol. Như vậy k đúng mà 0,1 mol. Chúng ta đã tìm được một dữ kiện. Chúng ta đã tìm được một ẩn số, đó chính là ẩn số k đúng bằng 0,1 mol. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng hai dữ kiện tiếp theo là khối lượng của T bằng 8,64 gam và số mol CO2 bằng 0,26 mol để chúng ta xác định được nốt x và a. Dữ kiện đầu tiên chúng ta sẽ có mx. Mx sẽ bằng số mol x 0,1 nhân với lại phân tử khối của x, phân tử khối của T, tức là bằng 14x cộng với lại 2 trừ đi 2a cộng 32a, tức là cộng với lại 30a và bằng 8,64 gam. Chúng ta sử dụng dữ kiện 0,26 mol CO2. Chúng ta sẽ có số mol CO2 sẽ đúng bằng x nhân với lại 0,1 và bằng 0,26. Chúng ta sử dụng hai phương trình hai ẩn để xác định được cụ thể a và x. Từ phương trình thứ hai chúng ta sẽ có x bằng 0,26 chia cho 0,1 và bằng 2,6. Thay x bằng 2,6 vào phương trình đầu tiên chúng ta tìm được a. Và a của chúng ta sẽ bằng, chúng ta sẽ có là 8,64 chia cho 0,1 trừ đi 14x, tức là trừ đi 14 nhân với lại 2,6 trừ đi 2 và chia cho 30. Chúng ta tìm được a bằng 1,6. Như vậy chúng ta đã tìm được cụ thể x và tìm được cụ thể được a. X bằng 2,6 và a bằng 0,6. X bằng 2,6, a bằng 1,6. Như vậy công thức trung bình sẽ là C2,6 H 2 nhân 2,6 cộng 2 trừ 2 nhân 1,6 là bằng H 4. Và O của chúng ta là 2 nhân với 1,6 là O bằng 3,2. Như vậy chúng ta đã có thể quên đi một cái đề bài cực kỳ dài và cực kỳ phức tạp mà nhiều khi chúng ta không biết rằng là chúng ta đã sử dụng được hết đề bài hay chưa. Chuyển về một cái đề bài cực kỳ đơn giản, tức là chúng ta chỉ còn một cái chất duy nhất là C2,6H4O2O3,2, một cái công thức mà có thể gói gọn một đề bài cực kỳ dài. Như vậy chúng ta bây giờ nhiệm vụ của chúng ta chỉ là nhìn vào công thức trên để xác định được cụ thể hai chất trong hỗn hợp T là gì. Chúng ta chú ý một chút, chất đầu tiên có 2 oxy, chất thứ hai có 4 oxy. Trong khi đó oxy trung bình bằng 3,2. Như vậy chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được cụ thể số mol của x và số mol của y. Tức là tìm được cụ thể giá trị của a bằng bao nhiêu và giá trị của b bằng bao nhiêu. Với a và b là số mol của hai axit trong hỗn hợp T. Chúng ta sẽ làm như sau. A cộng b sẽ đúng bằng số mol của hỗn hợp T bằng 0,1. Chúng ta sẽ có oxy trung bình bằng 3,2 sẽ bằng 2 nhân a là số mol oxy trong x cộng với lại 4 nhân b, đó chính là số mol của oxy trong y và chia cho tổng số mol của x và y là a cộng b. Chúng ta sẽ có hai phương trình hai ẩn AB và xác định được cụ thể a bằng bao nhiêu và b bằng bao nhiêu. Chúng ta sẽ có a bằng 0,04 và b của chúng ta bằng 0,06 mol. A bằng 0,04 và b bằng 0,06. Chúng ta sẽ sử dụng nốt một dữ kiện nữa
đó chính là dữ kiện carbon trung bình bằng 2,6. Để chúng ta xác định một mối quan hệ giữa N và M. Bởi vì rõ ràng là chúng ta không thể nào mà tìm được cụ thể N và M bằng bao nhiêu hết. Chúng ta sẽ sử dụng dữ kiện carbon trung bình bằng 2,6 để tìm được N và M, một mối quan hệ nào đó, chứ không thể tìm được cụ thể N và M. Chúng ta sẽ có carbon trung bình của chúng ta bằng 2,6 sẽ bằng 0,04 nhân N cộng với lại 0,06 nhân M và chia cho 0,04 cộng 0,06 là bằng 0,1. Như vậy chúng ta sẽ có 4N cộng với lại 6M sẽ bằng 2,6 nhân với 0,1 là bằng 0,26 và chia cho 0,01 bằng 26, chia cho 2 chúng ta sẽ có 2N cộng 3M bằng 13. Chúng ta không thể tìm được cụ thể N và M mà chúng ta chỉ có thể tìm được một mối liên hệ giữa N và M mà thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm N và M dựa vào biểu trước trên. Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích bài toán. Y ở đây nó là một axit hai chức, mà axit hai chức đơn giản nhất chính là axit oxalic COOH. Như vậy điều này chứng tỏ là M của chúng ta sẽ phải lớn hơn là bằng 2. Để em viết hệ thức ra đây, được chưa ạ? Chúng ta sẽ có là 2N cộng với lại 3M bằng 13. Trong đó M phải lớn hơn là bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ có N của chúng ta sẽ bằng 13 trừ đi 3M và chia cho 2. Trong khi đó là M lớn hơn là bằng 2. Như vậy thì biểu thức N sẽ nhỏ hơn là bằng 13 trừ đi 3 nhân với lại 2 chia cho 2. 13 trừ đi 6 là bằng 7, 7 chia 2 bằng 3,5. Như vậy chúng ta sẽ có N của chúng ta sẽ bằng nhỏ hơn bằng 3,5. Như vậy chúng ta đã có là N của chúng ta sẽ phải nhỏ hơn là bằng 3,5. Như vậy thì N có thể nhận ra giá trị như nào ạ? 1, 2 hoặc 3. N chỉ có thể nhận giá trị là bằng 1, 2 hoặc 3. Nếu N của chúng ta bằng 1, khi đó chúng ta sẽ có M sẽ bằng 13 trừ đi 2 nhân 1, tức là 13 trừ đi 2 bằng 11, 11 chia cho 3, không phải là số nguyên loại. Nếu N chúng ta bằng 2, chúng ta sẽ có M sẽ bằng 13 trừ đi 2 nhân với lại 2 là bằng 13 trừ đi 4 sẽ bằng 9, 9 chia cho 3 là bằng 3. Như vậy nếu mà N của chúng ta bằng 2 thì M của chúng ta bằng 3. Thỏa mãn. Nếu N bằng 3, như vậy có nghĩa là 2N sẽ bằng 2 nhân 3 bằng 6. M sẽ bằng 13 trừ đi 6 là bằng 7, 7 chia cho 3 bằng một cái số không nguyên, như vậy loại. Như vậy tóm lại chỉ có một trường hợp duy nhất, đó chính là N bằng 2 và M bằng 3 là thỏa mãn. Đương nhiên các em có thể giải quyết bài toán trên một cách nhanh gọn hơn. Chúng ta biết rằng là 2N của chúng ta là một số chẵn, luôn luôn là một số chẵn. Trong khi đó số 13 nó là một số lẻ. Như vậy 3M của chúng ta phải là một số lẻ. Như vậy 3M của chúng ta phải là một số lẻ. Như vậy thì M của chúng ta chỉ có thể nhận một vài các giá trị, đúng không ạ? M của chúng ta là một số lẻ. Khi M là một số lẻ thì chúng ta M chỉ có thể nhận các giá trị như là 3, 5 và một số các giá trị khác mà thôi. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái cách này để chúng ta tìm được cụ thể. Tuy nhiên thì thực ra cách đặt và tìm ra N bằng 1, 2, 3 và thử thì nó cũng là một cách cũng khá là đơn giản rồi. Có đúng không ạ? Vì vậy anh sẽ xin chỉ được trình bày cách thức giải này mà thôi. Sau khi chúng ta tìm được là N bằng 2 và M bằng 3, chúng ta biết rằng là X sẽ là C2H4O2 và Y của chúng ta sẽ là C3H2 x 3 là 6, 6 trừ đi 2 bằng 4. Như vậy hỗn hợp T sẽ gồm 0,04 mol C2H4O2 và 0,06 mol C3H4O4. Như vậy bài toán trên đã được giải quyết một cách cực kỳ nhanh gọn. Đề bài yêu cầu là tìm phần trăm khối lượng của X thì rất đơn giản, 0,04 nhân 60 và chia cho 8,64 nhân 100%. Như vậy bài toán trên đã được giải quyết một cách rất nhanh chóng bằng phương pháp số đếm định hướng cho phương pháp trung bình. Đúng không ạ? Như vậy thông qua bài toán trên chúng ta đã có thể thấy rằng là phương pháp số đếm đã hỗ trợ rất là đắc lực cho phương pháp trung bình trong việc định hướng ra một lời giải. Để minh họa thêm thì anh xin được trình bày thêm hai bài tập nữa. Trong đó cũng sử dụng phương pháp trung bình. Tuy nhiên phương pháp trung bình được định hướng ra là nhờ vào cơ sở của phương pháp số đếm. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm hai bài toán tiếp theo.
Bài toán số 3 anh cũng lấy trong cuốn sách công phá đề thi đại học môn hóa học có nội dung như sau. Câu số 3 của chúng ta. Câu đề bài: cho một hỗn hợp Z gồm có anh thay đổi đề một chút ạ. Chúng ta biết rằng là biết X là một axit carboxylic đơn chức, tức là RCOOH. Y của chúng ta là một alcono và mạch hở, cả hai X và Y đều là mạch hở. Như vậy thì Y sẽ có công thức là CnH2n+2, đây là alcono mà, no mà. Và oxy của chúng ta sẽ là oxy M, bởi vì chúng ta không biết rằng là alcon này là alcono nhưng mà bao chức, một chức, hai chức hay là ba chức. Chúng ta đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp cùng X và Y, trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y, cần vừa đủ 30,24 lít khí oxy. Cần dùng vừa đủ 30,24 lít khí oxy. 30,24 chia 2,24. Cần dùng vừa đủ 1,35 mol oxy. Chúng ta thu được 26,88 lít CO2, tức là tương ứng với 1,2 mol CO2. Chúng ta thu được 19,8 gram nước, tương ứng với 19,8 chia 18 là bằng 1,1 mol nước. Người ta yêu cầu là tìm khối lượng của Y ở trong 0,4 mol hỗn hợp ban đầu. Như vậy tóm lại yêu cầu là đi tìm khối lượng của Y trong hỗn hợp ban đầu. Đề bài cho thêm một dữ kiện, đó chính là X và Y có cùng số carbon. X và Y có cùng số carbon. Như vậy đối với bài toán trên thì thông thường chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có thể định hướng được lời giải. Chúng ta có thể loay hoay đi tìm bảo toàn oxy, bảo toàn carbon gì đó, hoặc là chúng ta tìm carbon trung bình, oxy trung bình, hydro trung bình rất là loạn lên. Sau đó là cố gắng để có thể gọi là sử dụng phương pháp chặn lớn hơn cái này, nhỏ hơn cái kia để tìm được cụ thể một chất nào đó, có thể là axit X nhưng cũng có thể là alcon Y. Tuy nhiên đó là một cái làm mang nhiều chất may mắn và tính chất gọi là không có định hướng. Vì vậy anh sẽ trình bày phương pháp sau đấy để có thể áp dụng giải quyết bài toán trên như sau. Chúng ta biết rằng chúng ta do X và Y là có cùng số carbon, trong khi đó X là axit đơn chức. Vì vậy anh có thể thay đổi RCOOH bằng công thức, đó chính là bằng CnHPO2. Như vậy chúng ta sẽ đếm số ẩn số như sau. Đặt A mol là số mol của X và B mol là số mol của Y. Như vậy chúng ta sẽ có 4 ẩn số, 4 hoặc 5 ẩn số gì đó. Ẩn số đầu tiên là N, 1 ẩn số. Ẩn số thứ 2 là P, 2 ẩn số. Ẩn số thứ 3 là A, 3 ẩn số. Ẩn số tiếp theo là M, chúng ta có 4 ẩn số. Ẩn số tiếp theo nữa là B, như vậy chúng ta có 5 ẩn số. Như vậy số ẩn số chúng ta là 5 ẩn. Trong khi đó chúng ta sẽ có một số dữ kiện. Dữ kiện đầu tiên đó chính là số mol 0,4 mol. Dữ kiện, một dữ kiện. Dữ kiện số mol oxy, 2 dữ kiện. Số mol CO2, số mol nước, 3 dữ kiện, 4 dữ kiện. Như vậy chúng ta chỉ có 4 dữ kiện thôi. Như vậy số ẩn lớn hơn số dữ kiện chúng ta sẽ không thể tìm được và không thể giải được. Như vậy chúng ta phải làm sao để có thể gọi là sử dụng phương pháp của đó để giảm số ẩn xuống. Để làm sao cho có đủ 4 ẩn, chúng ta sẽ sử dụng 4 dữ kiện để giải quyết, tìm được cụ thể 4 ẩn số đó. Như vậy quy một bài toán phức tạp về một công thức duy nhất đơn giản thì phương pháp trung bình rất phù hợp, bởi vì nó biến hỗn hợp phức tạp trở thành một hỗn hợp đơn giản hơn. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng phương pháp trung bình. Nhưng mà chúng ta sử dụng phương pháp trung bình như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục định hướng, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta đặt công thức của hỗn hợp đó chính là CX, HI và OZ và đặt A là số mol của chất trung bình trên thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta sẽ có 4 ẩn số phù hợp với lại 4 dữ kiện. Như vậy chúng ta có thể tìm được cụ thể X, Y, Z và A. Như vậy thì việc sử dụng công thức trung bình là hoàn toàn hợp lý trong ví dụ trên. Như vậy chúng ta sẽ giải chi tiết bài toán trên như sau. Chúng ta đề bài yêu cầu tìm khối lượng của Y. Chúng ta sẽ coi hỗn hợp này chỉ có một chất duy nhất, đó chính là CX, HI và OZ với số mol là A mol. Sử dụng 4 dữ kiện,
số mol 0,4 mol, số mol oxy, số mol CO2, số mol nước để xác định được cụ thể x, y, z và a. Dữ kiện đầu tiên đó chính là tổng số mol của hỗn hợp là bằng 0,4 mol, như vậy a là 0,4. Chúng ta sẽ sử dụng nốt ba dữ kiện còn lại là số mol oxy, số mol CO2 và số mol nước để tìm cụ thể x, y và z. Chúng ta sẽ làm như sau. Dữ kiện đầu tiên là số mol cần dùng, ở số mol oxy cần dùng đốt cháy sẽ bằng là x cộng với lại y chia cho 4 trừ đi z chia cho 2 nhân số mol của chất 0,4 và bằng 1,35. Số mol của CO2 sẽ bằng x nhân với lại 0,4 và bằng 1,2 mol. Số mol của nước sẽ bằng y chia cho 2 nhân với lại 0,4 và bằng 1,1. Từ dữ kiện thứ hai chúng ta tìm được là x. Thực ra các em có thể bấm máy tính, bởi vì các bạn đây là ba phương trình, ba ẩn số x, y, z. Các em có thể bấm máy tính. Tuy nhiên thì để cho bài toán đơn giản hơn thì anh sẽ tính từ phương trình thứ hai, phương trình thứ ba, tìm được x và y thay vào biểu thức phía trên, tìm z nó sẽ nhanh gọn hơn. Còn không thì các em bấm máy tính giải, không để gì cả. Chúng ta sẽ có x bằng 1,2 chia 0,4, x bằng 3. Chúng ta sẽ có y sẽ bằng là 1,1 nhân 2 chia 0,4, 1,1 nhân 2 chia cho 0,4 sẽ bằng là 5,5. Thay x và y chúng ta tìm được z. Z sẽ bằng là 1,35 chia cho 0,4 trừ đi x trừ đi 3 trừ đi y chia 4, tức là trừ đi 5,5 chia cho 4 và chia cho trừ 0,5. Chúng ta sẽ có z bằng 2. Như vậy chúng ta đã tìm được cụ thể x, y và z. X sẽ bằng là 3, y sẽ bằng là 5,5 và z của chúng ta sẽ bằng 2. Nhiều em có thể nói rằng là anh ơi sao anh làm dài thế, anh có thể áp dụng lực bảo toàn oxy. Chúng ta sẽ lấy số mol của oxy trong CO2 cộng số mol của oxy trong nước và trừ đi số mol của oxy tham gia phản ứng. Chúng ta sẽ tìm được số mol oxy trong hỗn hợp trên. Như vậy em chỉ cần lấy số mol oxy trong hỗn hợp trên chia cho số mol là bằng 0,4, em sẽ tìm được ngay z bằng 2. Tại sao anh không trình bày như vậy? Bởi vì em muốn sử dụng số đếm một cách triệt để. Có nghĩa là em không cần phải bảo toàn carbon, các em không cần biết phải bảo toàn số mol CO2, các em cũng không cần biết phải sử dụng bảo toàn nước, các em cũng không cần sử dụng bảo toàn oxy hay là bất cứ một thứ gì đó mà nó khá là phức tạp, mà các em chỉ cần bấm máy tính giải một cái giải ba phương trình ba ẩn rất đơn giản thôi. Có nghĩa là không cần phải băn khoăn xem rằng có nên bảo toàn khối lượng hay không, bảo toàn carbon hay không, bảo toàn oxy hay không, bảo toàn nước hay không. Tức là tất cả những thứ bảo toàn đó chúng ta không cần quan tâm. Chúng ta chỉ biết là có bốn dữ kiện, đó chính là CX, HI, OZ, ba ẩn số X, Y, Z và số mol A là bốn dữ kiện. Anh nhầm, tức là có bốn ẩn số. Trong khi đó chúng ta có bốn dữ kiện thì chắc chắn là chúng ta không cần phải áp dụng cái định luật bảo toàn phức tạp. Chúng ta chỉ cần thiết lập các phương trình dựa trên dữ kiện và tính toán cực kỳ đơn giản sử dụng máy tính là chúng ta chắc chắn tìm được cụ thể x, y, z và a bằng bao nhiêu. Đây là lý do mà anh sử dụng cách trình bày như vậy chứ không trình bày cách áp dụng bảo toàn oxy, đúng không ạ? Như vậy một cái đề bài rất là phức tạp, rất là khó định hướng để làm, đã quy về một cái đề bài rất nặng. Như vậy chúng ta có thể quên một đề bài phức tạp này, chỉ còn chú ý mỗi 0,4 mol C3H5,5O2 để xác định cụ thể x là gì và y là gì. Chúng ta chú ý một chút, x và y có cùng số carbon. Như vậy có nghĩa là carbon trung bình bằng 3. Như vậy carbon trong x cũng bằng 3 và carbon trong y cũng bằng 3. Chúng ta thay vào, chúng ta sẽ có n bằng 3. Như vậy x sẽ là C3HBO2 và y sẽ là C3H8OM. Đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục quan sát vào oxy trung bình. Oxy trung bình bằng 2. Trong khi đó oxy của x là bằng 2. Như vậy thì oxy của y cũng phải bằng 2. Như vậy m bằng 2. Như vậy y của chúng ta chính là bằng ancol C3H8O2. Như vậy thì chất này sẽ có hai công thức cấu tạo, đúng không ạ? CCCOH, tức là hai nhóm OH ở vị trí carbon số 1 và carbon số 3, hoặc là CCCOH có hai nhóm OH ở vị trí carbon số 1 và vị trí carbon số 2, đúng không ạ? Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta đó chính là xác định nốt cái P này. Chúng ta quan sát tiếp, chúng ta đã sử dụng được carbon trung bình, chúng ta đã sử dụng được oxy trung bình. Như vậy chỉ còn một dữ kiện duy nhất chúng ta chưa dùng, đó chính là hydro trung bình bằng 5,5. Như vậy thì để xác định được P, chúng ta chỉ có cách duy nhất, đó chính là sử dụng cái hydro trung bình bằng 5,5 này. Lý do tại sao? Bởi vì là cả cái đề bài dài như này chúng ta quy hết về 0,4 mol C3H5,5O2. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phải tận dụng tất cả những cái dữ kiện trong cái ngoặc này để chúng ta tìm được tất cả các yếu tố mà đề bài yêu cầu. Và chúng ta sẽ không bao giờ sợ là chúng ta quên đi cái dữ kiện nào hết, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng dữ kiện là hydro trung bình bằng 5,5 để xác định được P. Chúng ta sẽ có hydro trung bình bằng 5,5.
chúng ta sẽ có hydro của Y là bằng 8, trong đó hydro của X chúng ta là bằng P, hydro trung bình bằng 5,5. Như vậy 5,5 phải nằm giữa con số 8 và con số P. Như vậy thì sẽ là như sau: 8 lớn hơn 5,5, tức là hydro của Y lớn hơn hydro trung bình. Như vậy thì hydro của X bằng P sẽ phải nhỏ hơn hydro trung bình, tức là P nhỏ hơn 5,5. Như vậy thì do P là số nguyên tử hydro phải là số chẵn, như vậy thì P chỉ có thể bằng 2 hoặc P có thể bằng 4. Như vậy thì X có thể có hai giá trị: X1 là bằng C3H2O2 và X2 có thể là C3H4O2. C3H2O2 có thể tồn tại và chính là C nối 3C COH. Sau đó chúng ta sẽ đặt là A mod X1 này. Tức là bây giờ chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là X1 bằng C3H2O2 và trường hợp thứ hai là X2 bằng C3H4O2. Chúng ta còn một dữ kiện duy nhất cuối cùng để chúng ta có thể xác định được X là X1 hay X là X2. Đó chính là số mol của X lớn hơn số mol của Y. Các em có thể giải quyết bài toán trên khá đơn giản như sau. Chúng ta xét trường hợp thứ nhất là trường hợp 1, giả sử là X1 có công thức là C3H2O2. Đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ có hỗn hợp gồm có C3H2O2 với số mol là A mol và C3H8O2 với số mol là B mol. Do hydro trung bình bằng 5,5, chúng ta sẽ sử dụng hydro trung bình để tìm được A và tìm được B. Rất đơn giản đúng không ạ? A cộng với B sẽ bằng số mol hỗn hợp là bằng 0,4 mol. Hydro trung bình là bằng 5,5 thì sẽ bằng là 2A cộng với 8B chia cho A cộng B. Chúng ta sẽ tìm được cụ thể A và B. Sau đó chúng ta xem thử là A với B này có thỏa mãn là số mol X lớn hơn số mol Y hay không. Có nghĩa là A phải lớn hơn B. Nếu mà không thỏa mãn thì chứng tỏ là X không phải là C3H2O2 mà X phải là C3H4O2. Như vậy thì nó cũng khá đơn giản, bởi vì các em thử trường hợp nhất là X1. Nếu X1 đúng thì ok, còn nếu X1 không đúng thì chắc chắn là X2 phải đúng. Thì đây là cách giải. Tuy nhiên thì anh cũng sẽ trình bày một hướng nào khác thú vị hơn ngoài cách xét trường hợp trường 1, trường 2 như vậy. Chúng ta sẽ có như sau: hydro trung bình của chúng ta sẽ bằng hydro của chất X, tức là bằng P. Hydro chất X này, tức là bằng P, nhân với lại số mol của chất X là nhân với A, cộng với lại hydro của chất Y, nhân với lại số mol của chất Y, đó chính là nhân với lại B, chia cho tổng số mol của hỗn hợp là bằng A cộng với lại B. Do chúng ta có số mol của X lớn hơn số mol của Y, như vậy thì con số hydro trung bình này nó sẽ gần con số HX hơn là gần con số HY. Có nghĩa là HX này sẽ gần con số hydro trung bình hơn là con số HY. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ có là hydro trung bình trừ đi HX sẽ nhỏ hơn HY trừ đi hydro trung bình. Đúng không ạ? Hydro trung bình trừ HX nhỏ hơn HY nhỏ trừ đi Y trung bình, trừ đi hydro trung bình. Bởi vì khi đó thì khoảng cách giữa HX và hydro trung bình sẽ nhỏ hơn khoảng cách giữa HY với lại hydro trung bình, do số mol của X lớn hơn số mol của Y. Điều này hoàn toàn đơn giản. Hydro trung bình bằng 5,5, HX là bằng P sẽ phải nhỏ hơn HY. HY chính là bằng 8, hydro trung bình bằng 5,5. Như vậy chúng ta sẽ có P lớn hơn 5,5 nhân với lại 2 là bằng 13. 13 trừ đi 8 bằng, em xin lỗi, 5,5 nhân 2 là bằng 11, 11 trừ đi 8 bằng 3. Như vậy P lớn hơn 3. Khi đó chúng ta lại có là P có hai trường hợp là P bằng 2 hoặc P bằng 4. Mà P lớn hơn 3, như vậy P chỉ có thể bằng 4 mà thôi. Như vậy thì X chỉ có thể là C3H4O2. Đúng không ạ? Anh xin nói lại một chút đúng không ạ? Hydro trung bình sẽ bằng là HX nhân với lại số mol của X, cộng với lại HY nhân với lại số mol của Y, chia cho số mol của X cộng với lại số mol của Y. Nếu mà số mol của X lớn hơn số mol của Y thì khoảng cách giữa HX với lại hydro trung bình sẽ gần hơn khoảng cách giữa HY với lại hydro trung bình. Hay nói cách khác là hydro trung bình trừ HX sẽ nhỏ hơn hydro của Y trừ đi hydro trung bình. Bởi vì là khoảng cách giữa H trung bình và HX sẽ nhỏ hơn khoảng cách giữa HY và H trung bình mà. Sau đó chúng ta thay số vào 5,5 trừ P nhỏ hơn 8 trừ 5,5.
như vậy thì p lớn hơn 3. Trong khi đó thì p chúng ta vừa xác định là p bằng 2 hoặc p bằng 4, như vậy có nghĩa là p chỉ có thể bằng 4 là thỏa mãn mà thôi. Thì đây là một cách thức khá đơn giản và khá thú vị để các em giải quyết bài toán trên mà không cần phải tính cụ thể a của b bằng bao nhiêu. Làm ít nước này qua. Dạ thôi ạ. Anh xin được trình bày một bài tập khác khá là thú vị. Ở đây các em sẽ thấy được sức mạnh tuyệt vời của phương pháp trung bình dựa trên cơ sở của phương pháp phổ đến. Chúng ta sẽ có bài tập như sau. Hỗn hợp Z gồm có 0,1 mol một ethanol đơn trước mạch hở X. Ethanol đơn trước mạch hở X, như vậy là CnH2NO2, và 0,2 mol một ester đơn chức mạch hở và có một liên kết pi trong phân tử. Như vậy thì ester này là ester y có công thức là CmH2m trừ 2 bởi vì có hai liên kết pi trong phân tử mà, và đơn chức đúng không, O2. Chúng ta đốt cháy hoàn toàn một oxy dư, chúng ta thu được một mol CO2 và 0,8 mol nước. Yêu cầu là xác định phần trăm khối lượng của X và phần trăm khối lượng của Y. Đối với các em thì thông thường các em nhìn bài toán trên thì do là chúng ta khi nhìn một bài toán hữu cơ, nếu mà cách làm không rõ ràng thì các em thường sử dụng phương pháp trung bình. Tuy nhiên nếu mà các em xác định phương pháp trung bình thì các em sẽ làm cho bài toán trên phức tạp và thậm chí là không thể đưa được hướng giải và các em sẽ bị rối trí. Tuy nhiên nếu mà sử dụng phương pháp phổ đếm để định hướng thì các em sẽ có thể tìm ra được lời giải một cách cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng. Chúng ta sẽ thử sử dụng phương pháp phổ đếm để định hướng cái giải như sau. Chúng ta sẽ đi đếm số ẩn số. Chúng ta thấy rằng là ở đây có bao nhiêu ẩn số ạ? Nếu mà chúng ta đặt A là số mol của X và B là số mol của Y. Như vậy chúng ta sẽ có mấy ẩn số ạ? 4 ẩn số, N, M, A và B. Như vậy chúng ta sẽ có 4 ẩn. Chúng ta sẽ đi đếm số dữ kiện bài toán. Số mol của ST một dữ kiện, số mol của ST Y một dữ kiện, số mol CO2 và số mol nước hai dữ kiện nữa. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4 dữ kiện. 4 dữ kiện. Như vậy có nghĩa là 4 ẩn số và 4 dữ kiện, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được cụ thể 4 ẩn số này, tức là chắc chắn tìm được N, M, A và B. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ không sử dụng phương pháp trung bình ở đây, bởi vì căn bản là bài toán trên có được giải một bằng một cách gọi là cực kỳ đơn giản và dễ dàng mà không cần thiết phải sử dụng phương pháp trung bình, bởi vì là số ẩn bằng số dữ kiện. Như vậy nếu mà các em không sử dụng số đếm thì chắc chắn là đối với bài toán trên các em sẽ rất là loay hoay. Có em sẽ tính carbon trung bình, có em sẽ tính hydro trung bình, có em sẽ sử dụng công thức là CxHioz để gọi là tìm xyz hoặc làm gì đó, tức là nó rất phức tạp mà không thể giải quyết được bài toán một cách nhanh gọn. Tuy nhiên nếu em sử dụng phương pháp số đếm thì em có thể biết rằng là phương pháp trung bình sẽ không được phép sử dụng ở trong bài toán này. Và chúng ta sẽ giải một cách hoàn toàn đơn giản và dễ dàng thôi, bởi vì căn bản là số ẩn số bằng 4, đúng bằng số dữ kiện này. Như vậy thì trung bình sẽ không được sử dụng ở đây. Chúng ta sẽ sử dụng 4 dữ kiện để xác định 4 ẩn số N, M, A, B như sau. Dữ kiện đầu tiên, số mol của X là bằng 0,1, như vậy A là 0,1, tìm được một ẩn số. Số mol của Y bằng 0,2, tìm được ẩn số thứ hai, đó chính là B, 0,2. Chúng ta sẽ sử dụng nốt hai dữ kiện là số mol CO2 bằng 1 và số mol của nước bằng 0,8 để xác định được N bằng bao nhiêu và xác định được M bằng bao nhiêu. Chúng ta sẽ làm như sau. Số mol của CO2 sẽ bằng là 0,1 nhân N, 0,1 nhân N cộng với lại 0,2 nhân M sẽ bằng 1 mol. Số mol của nước sẽ đúng bằng N nhân với lại 0,1 cộng với lại M trừ đi 1 nhân với lại 0,2 và số mol của nước bằng 0,8. Chúng ta sẽ tìm được một hệ thức liên hệ như sau. Chúng ta sẽ tìm được một hệ thức liên hệ, đó chính là 0,1N cộng với lại 0,2 nhân M sẽ bằng là 1 mol. Như vậy chúng ta sẽ có N cộng 2M sẽ bằng 10.
Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng dữ kiện n cộng 2m10 để xác định được cụ thể x và y là bằng bao nhiêu. Chúng ta sẽ có như sau. Do y nó là một este mà có chứa một liên kết pi trong phân tử. Như vậy thì este đơn giản nhất sẽ là C nối đôi C COO CH3. Đây chính là este đơn giản nhất, đúng không ạ? Thực ra là còn este đơn giản hơn nữa, đó chính là HCOO C nối đôi C. Như vậy thì este đơn giản nhất đó chính là HCOO C nối đôi C. Và este này sẽ có là 3 carbon. Như vậy thì chứng tỏ là nếu mà este y muốn là một este có chứa một liên kết pi trong phân tử và là đơn trúc thì chắc chắn số nguyên tử carbon phải lớn hơn là bằng 3. Như vậy thì m sẽ phải lớn hơn là bằng 3. Như vậy chúng ta sẽ có là n bằng 10 trừ đi 2m, trong đó m lớn hơn là bằng 3. Như vậy chứng tỏ là n sẽ phải nhỏ hơn là bằng 10 trừ 2 nhân 3, tức là bằng 10 trừ 6. N nhỏ hơn bằng 4. Như vậy chúng ta sẽ có N nhỏ hơn bằng 4. Chúng ta chú ý một chút. Chúng ta có thể thử đúng không ạ? N nhỏ bằng 4 mà N là một este thì N sẽ phải lớn hơn bằng 2. Như vậy thì N có thể bằng 2, N có thể bằng 3, N có thể bằng 4. Chúng ta thay vào, chúng ta sẽ xác định được M. Tuy nhiên các em có thể làm nhanh hơn như sau. Chúng ta biết 2m là một số chẵn, 10 là một số chẵn, như vậy n phải là một số chẵn. Như vậy thì n chỉ có thể bằng 2 hoặc n có thể bằng 4. Nếu n bằng 2 chúng ta sẽ có m sẽ bằng 10 trừ đi 2 bằng 8, 8 chia 2 bằng 4. Như vậy m bằng 4. Nếu n bằng 4 thì chúng ta sẽ có m sẽ bằng 10 trừ đi 4 bằng 6, 6 chia 2 bằng 3. Như vậy m bằng 3. Như vậy có nghĩa là đối với lại bài toán trên thì chúng ta có thể xác định được hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, x là C2H4O2, y là C4H6O2. Trường hợp thứ hai, x sẽ là C4H8O2 và y sẽ là C3H4O2. Như vậy thì phương pháp số đếm đã giúp cho các em định hướng được bài toán trên giải một cách rất là dễ dàng, để tránh cho trường hợp là chúng ta sử dụng phương pháp trung bình quá nhiều và mất đi cái cách để định hướng ra lời giải. Một lần nữa thì anh xin cảm ơn các em đã theo dõi video vừa rồi. Và thông qua video vừa rồi thì anh đã trình bày cho các em cách thức để sử dụng phương pháp số đếm để định hướng ra giải quyết một bài toán hữu cơ. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là phương pháp số đếm thực sự đã trở thành cơ sở của phương pháp trung bình. Tại sao nói như vậy? Đầu tiên, phương pháp số đếm giúp cho các em xác định được là chúng ta có nên sử dụng phương pháp trung bình hay là không. Và khi sử dụng phương pháp trung bình thì chúng ta sẽ phải đặt công thức trung bình như thế nào là tốt nhất để chắc chắn tìm được lời giải. Thứ hai, phương pháp số đếm cũng giúp cho chúng ta không bị phương pháp trung bình làm cho bị đối trí. Có nghĩa là sử dụng phương pháp trung bình cho những bài toán mà đáng lẽ là không nên sử dụng phương pháp trung bình. Ví dụ như bài toán cuối cùng chẳng hạn. Như vậy thì thực sự là phương pháp số đếm đã được là cơ sở của phương pháp trung bình. Trong video tiếp theo thì anh xin được trình bày một vài những bài toán cả vô cơ và cả hữu cơ mà các em học sinh đã gửi đến cho anh, và các em nói rằng là phương pháp số đếm chưa thể giải quyết được bài tập đó. Tuy nhiên, trong video tiếp theo anh sẽ chứng minh rằng phương pháp số đếm gần như là một phương pháp cực kỳ tuyệt vời, có thể giúp cho các em giải quyết bất cứ một bài toán nào. Xin hẹn gặp lại các em trong video sắp tới trong chuỗi series video phục vụ cho cuốn sách công pha hóa trong đề thi đại học. Xin cảm ơn các em một lần nữa. Cảm ơn các em.